Hai năm qua, có thể chưa ai nói cho các bạn biết điều này, bây giờ mình sẽ bật mí cho các bạn biết nhé. Nếu là lần đầu tiên bạn thử massage mặt, sẽ được cảm nhận sự thoải mái, dễ chịu trước nay chưa từng có. Trong những lần tiếp theo, tác dụng của massage mặt vẫn giữ nguyên, giúp giải tỏa tâm lý căng thẳng, mang đến một tinh thần thư giãn tuyệt đối. Các động tác tác động đến toàn bộ vùng mặt, cổ, vai, gáy, nên còn phù hợp với ai hay bị đau đầu không rõ nguyên nhân hoặc đơn giản là muốn giãn cơ phần đầu cổ do ngồi lâu một tư thế là một trong những phương pháp chống lão hóa hiệu quả và ít tốt kém chi phí nhất nhờ động tác massage mặt có hiệu quả trong việc ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa điều này không hề khó hiểu bởi hệ thống cơ và phần da trùng sẽ được định hình lại từ đó mang đến tác động tích cực da mặt căng bóng cải thiện các khu vực dễ chảy xệ như khóe mắt khóe miệng bên cạnh đó là chức năng ngăn ngừa hình thành nếp nhăn nữa một phần nhờ vào việc kích thích sản sinh collagen các phần da bị mất liên kết được phục hồi nhanh chóng. Người chăm chỉ massage da mặt mỗi ngày chắc chắn sẽ trẻ rất lâu. Làn da dần căng bóng, mịn màng thì thu nhỏ lỗ chân lông cũng là điều vô cùng dễ hiểu. Massage mặt giúp đẩy các chất bẩn, tế bào chết mụn đầu đen ở trong lỗ chân lông đi ra ngoài. Một số trường hợp còn đầy được cả mụn ẩn, phụ thuộc vào cơ địa da mỗi người. Một trong những tác dụng của việc massage mặt có thể kể đến là việc cải thiện màu da. Không giống như các loại làm trắng, Massage hàng ngày không nâng tông da trực tiếp mà giúp tăng cường lưu thông máu trên mặt. Từ đó bạn nhanh chóng sở hữu làn da hồng hào, hết hẳn việc da mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống. Trong quá trình nâng niu làn da ấy, nếu có thêm tác động đến vị trí các điểm trên mặt bằng bấm huyệt hay dùng máy massage ion thì hiệu quả càng rõ ràng hơn. Một lượng lớn oxy được cung cấp cho da, da mặt dần cải thiện và trắng sáng, làm gọn mặt, tạo dáng V-line. Tuy rằng tác dụng này hơi khó nhận biết nhưng rất nhiều trường hợp massage đều đặn thấy rằng phần cầm của họ gọn hơn rất nhiều. Mặt khác, những phần mỡ thừa tích ở cầm và hai bên má cũng sẽ dần tiêu biến, nhất là khi kết hợp với dụng cụ con lăn hay máy massage đa chức năng, giúp bạn có làn da căng bóng đẹp hơn.